Thina kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay, Thina xin trân trọng chia sẻ với quý vị và các bạn cách làm sợi bánh canh bằng dụng cụ ép khoai tây. Công thức mà mình chia sẻ rất là chính xác. Sợi bánh canh dài, dai, không bị đứt, để lâu không bị trương nở. Sẵn đây Thina chia sẻ luôn cái cách nấu bánh canh tôm mật rất là ngon, nấu nhanh và tiện lợi. Hết đó thì mình sẽ làm sợi bánh canh. Ở đây mình có một cốc rưỡi bột gạo lọc cái bột gạo lọc thì nó mịn hơn nha các bạn bột gạo lọc ha nó mịn thì làm sợi bánh canh nó mới ngon còn đây là một khớp rưỡi bột năng hiệu của thái hiệu gì cũng được nha các bạn miễn là bột năng là được rồi đó mình làm sợi bánh canh chỉ có hai loại bột này thôi rồi mình cần thêm muối nữa kế đến là một muỗng canh dầu ăn rồi mình cần thêm nước sôi nước thật là sôi nha các bạn một cốc nước sôi tương đương 250 ml các bạn nhớ là nước nấu thật là sôi nha mình có thể cho nước vào là bị sóng Mắm 3 phút là nó sôi à rồi mình cần thêm cái dụng cụ để ép sợi bánh canh nè cái này là dụng cụ để ép khoai tây đó các bạn đây nè cái lỗ lỗ nó to to vậy nè mà nó thưa thưa nha chứ nếu mà mình sử dụng cái cái lỗ mà nó khít quá đó khi mà ép canh xuống đó, nó bị dính chùm nha các bạn. Cho nên uh, sử dụng cái lỗ mà nó thưa thưa ra thôi. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành làm bột hen. Thì uh, bột chỉ có hai loại thôi, bột gạo, bột năng. Bây giờ mình sẽ cho cái phần bột gạo vào cái thao trước nha. Rồi kế đến mình sẽ cho cái phần bột năng vào. trộn đều hai thứ bột này lại với nhau tạo một cái lỗ hổng ha đến chút nữa mình cho nước vào bây giờ mình sẽ cho nước thật là sôi vào nha các bạn mình cho 2 phần 3 nước trước ha 250 ml thì mình cho khoảng 2 phần 3 thôi mình cho trước ha cái số còn lại chút nữa mình sẽ cho sau mình cho ngay chính giữa nha các bạn rồi mình dùng đũa này mình khuấy từ trong ra ngoài để cho bột nó chín đó rồi cái số nước còn lại mình cho tiếp tục vào luôn. Tổng cộng cái lượng nước này là 250 ml nha các bạn. Tương đương một khớp ha. Các bạn nhớ nấu nước thật là nóng sôi lên nha. Bây giờ mình nêm vào đây nửa muỗng cà phê muối để cái sợi bánh canh nó có gì mặn mặn nó ngon. Một muỗng canh dầu ăn để sợi bánh canh nó bóng đó các bạn. Rồi mình trộn đều lên. Khi mà bột bắt đầu nó nguội xuống bớt thì mình sẽ nhồi dùng tay nhồi thật là mạnh ha, nhồi khoảng từ 5 đến 7 phút hoặc là các bạn có thể dùng máy nhồi cũng được nha. Mình nhồi cho đến khi bột nó dẻo mịn vậy là được nè. Đó nó không có dính tay như là được nha các bạn. Quan trọng là cái lúc nhồi đó. Nhồi nhiều chừng nào thì sợi bánh canh nó dai nó dẻo chừng nấy. Các bạn nhìn thấy nè. Nó không có bị dính tay nè. Đó vậy là đạt yêu cầu đó các bạn. Bây giờ mình sẽ dùng cái bột này để mình cho vào cái khuôn mình ép ha. Cái khuôn ép khoai tay đó nha các bạn. Hoặc là các bạn có khuôn nào cũng được. Rồi, thả vào cái khuôn ha. Cho thêm nữa. Ép chặt xuống nha các bạn. Để được có nhiều bột á, sợ bánh canh nó dài hơn. Rồi, bột đã được cho vào khuôn rồi ha. Bây giờ mình sẽ đem cái khuôn này để ép bánh canh ha. Ở trong cái nồi này á là 6 lít nước mình nấu hoặc là sôi, để lửa thật là to luôn. Bếp nhà mình có chín số mình để hết số chín luôn cho nó sôi ùng ùng lên nha nè. Nước phải thật là nóng nha các bạn. Thì khi mình ép bánh canh vào á, cái sợi bánh canh nó dai, nó trong, nó ngon lắm. Còn nếu như mà nước nó chưa đủ nóng đó, mình ép bánh canh vào nó bị đứt, bị rã ra hết nha các bạn. Bây giờ mình sẽ ép bánh canh nè. Khi ép bánh canh á thì mình ép cho mạnh tay xuống ha rồi để hỏng hỏng cái khuôn trên nha không có nhúng xuống nha nếu mà nhúng xuống á, thì cái sợi bánh canh nó sẽ bị đứt ra ngay liền nha các bạn cho nên các bạn nhớ là để hỏng hỏng là thôi nha các bạn ép thật là mạnh tay xuống nha khi mà ở trong khuôn nó hết bột thì mình mới bắt đầu mình nhúng cái khuôn vào nước sôi này nè đó bây giờ nó hết bột rồi ha mình nhúng xuống rồi mình lắc lắc đó mình lắc lắc tự nhiên nó xúc ra đó khổ có cần nó dao cắt gì hết rất là dễ. Bây giờ sợi bánh canh nó còn sống nó chưa có chín nha các bạn, bởi vì nó đang còn chìm ở dưới á, rồi từ từ nó nổi lên từ từ. Khi mà bánh canh nó nổi lên hết á, tức là bánh canh nó đã chín đó các bạn. Các bạn quan sát nè nó nổi lên từ 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 nè, đó. Đạt yêu cầu lắm, không có bị đứt, không có bị bấy. Nước ở trong nồi nó còn trong đó, tức là khi mà mình nhồi bột đó, đạt yêu cầu đó các bạn các bạn làm theo mình là chắc chắn sẽ thành công, không bao giờ thất bại hết, mà nói chính xác luôn vậy đó. Uy tín luôn đó các bạn. Đó, bây giờ bánh canh nó nổi lên nè. Sau khi sợ bánh canh nó nổi lên á thì mình để thêm khoảng một phút nữa rồi mình hãy vớt ra nha. Bây giờ mình vớt ra. Đó. Dẻo dai trắng rất đẹp. Rất là ngon luôn. Không có bị đứt này các bạn thấy không? Rồi sau khi mình vớt ra, ra xong á thì mình đem lại cái giò nước lạnh á, mình rửa bằng nước lạnh như là rửa bún vậy đó các bạn. Rửa thật là nhiều nước cho đến khi nó trong là được rồi. Sau khi mình rửa xong thì mình cho ra cái rổ. Nếu mà bạn nào mà làm số lượng nhiều thì lấy cái rổ to hơn nha. Cái này mình làm số lượng ít thì cái rổ nó nhỏ hơn. Nếu mà làm số lượng nhiều thì các bạn dùng cái rổ to ha. Rồi trụng bánh canh xong các bạn cho vào cái rổ. Rồi lấy cái chén để chính giữa, xung quanh đó là bánh canh để cho nó ráo nước đó các bạn nếu mà nó không có ráo nước đó, nó cũng bị đứt bị bở ra nha các bạn phải làm cho ráo nước ha rồi bây giờ mình sẽ chuẩn bị để nấu bánh canh tôm mực rất là ngon nha các bạn đây là rau củ quả mình đã rửa sạch hết rồi nè ở đây có hai củ cà rốt khoảng 155 g Bào cái vỏ ra ha rồi một chút nữa mình cắt sao để cho cái nồi nước lèo nó ngọt thì mình cần thêm cái này là củ cải trắng của Hàn Quốc nè, 176 g. Bà cái vỏ rửa sạch ha. Rồi, thêm hai cái củ hành nữa khoảng 200 g. Thêm một cái chanh nữa. Rồi, à, một nhánh gừng nhưng mà mình cắt ra vài lát thôi, mình không có sử dụng nhiều. Một quả hành. Có cái gốc luôn nữa. Để chút nữa mình cắt ra riêng. Rồi ngò rí, rồi thêm ớt nữa nha các bạn cái này là ngò rí ha các bạn thấy mình có thêm vài trái ớt đến chút nữa mình cho vào bánh canh sau tất cả các nguyên liệu mình đã chuẩn bị rồi bây giờ mình sẽ đem đi cắt từng cái nguyên liệu này như là củ cải cà rốt cắt miếng vuông vuông nhỏ nhỏ để mình nấu nước lèo nè các bạn chanh cũng cắt ra luôn rồi hành lá mình cũng cắt ra luôn cái gốc mình đập cho dập dập đến chút nữa mình cho vào cái nồi nước lèo còn cái lá thì mình cắt nhuyễn ra ngò rí cũng vậy rồi mấy trái ớt mình cũng cắt ra luôn cái đến đó là gừng nha các bạn gừng mình cắt vài lát thôi đến chút nữa mình trộn cái phần hải sản đó cái này là tôm nè 250g tôm mình lọc vỏ lấy chỉ đen rửa thật là sạch đó các bạn tôm thì mình sử dụng tôm rằn để cái màu nó đỏ nó đẹp ha còn đây là mật nè 351g mật mình đã lọc cái phần màu tím ra rửa với lại nước muối cho thật là sạch rồi rồi mình cắt miếng nhỏ ra miếng nhỏ miếng lớn thì tùy ý các bạn nha cắt bông cắt hoa cũng tùy ý luôn nha nhưng mà mình cắt thông thường vậy thôi cho ăn nó dai dai nó ngon cái mật này nó không có da nhiều đâu các bạn Nó vừa vừa thôi Rồi mình cần thêm hành tím phi Số lượng này thì tùy ý các bạn nha Có hành tím vô nó ngon Rồi tiêu sai nữa Bánh canh thì phải có tiêu nó mới thơm được Bây giờ mình nấu nước ha Cho vào đây hai lít nước nè Để mình nấu cái phần nước lèo đó các bạn Nấu cho thật là sôi lên nha Sau khi nước sôi á Mình thả, thả cái củ cà rốt với lại củ cải vào rồi mình nấu lửa trung bình cho đến khi củ cà rốt với lại củ cải nó mềm ra củ hành tây mình cũng cho vào luôn nha các bạn để lấy cái nước ngọt với lại nó thơm nữa cứ để lửa riêu riêu vậy đó trung bình thôi sau khi mà củ cải cà rốt đồ nó chín hết mình vớt ra để mình ăn chung với bánh canh hoặc là mình ăn với món khác cũng được ăn không cũng được rồi bây giờ mình sẽ nêm vào cái nước rau củ này một muỗng cà phê đường phèn hoặc là đường cát cũng được nha các bạn. Nhưng mà đường phèn là lựa chọn tốt nhất ha. Lúc này thì mình cũng để lửa trung bình thôi. Rồi mình cho vào đây thêm hai khúc nước. Tức là 500 ml đó các bạn. Bây giờ mình sẽ dặn cái lửa to lên cho nước nó mau sôi. Rồi mình thả vào đây vài lát gừng. Cái lúc này thì mình nấu lửa lớn lên nha Cho nó mau sôi để mình cho phần hải sản vào Bây giờ nước nó sôi rồi đó Mình cho tôm vào trước Bởi vì tôm nó nó lâu chín hơn cái mực Cái mực thì mình cho vào mình ăn tái tái cũng được Tôm bây giờ nó đỏ rất là đẹp đó các bạn Sau khi mà tôm bắt đầu nó đỏ đó Thì mình sẽ cho mấy cái gốc hành lá vào để cho nó thơm ha rồi tiếp tục á, mình sẽ cho cái phần mực vào Mực này ngon lắm các bạn Nó không có da nhiều Mà nó không có bở Nó vừa vừa, ngon lắm Mua ở chợ Hàn Quốc đó các bạn Rồi bây giờ á, mình nêm vào đây một muỗng cà phê muối ha Rồi mình lấy đũa Mình đảo đảo trộn sơ sơ thôi cái mật này mình nấu tái tái thôi nha các bạn còn tôm thì nấu vừa chín tới thôi không có nên để rụt quá nha bây giờ mình thêm chút xíu hành tím phi lên cho cái hải sản nó không bị tanh nó thơm rồi các bạn nhìn nè bây giờ mực với là tôm nó chín hết rồi ha nó chín nó chín là 90 phần trăm luôn đó các bạn mình không có nấu chín quá nếu mà chín quá đó ăn nó không có ngon khoảng chín mươi trăm là được rồi rồi bây giờ mình vớt ra hết ha. Nếu mà bạn nào thấy nó có bọt thì nhớ hớt hết cái bọt ra cho nước nó được trong nha các bạn. Rồi, mình vớt sạch sẽ ra hết rồi đó. Bây giờ mình nêm vào đây một muỗng cà phê muối nữa. Trộn đều lên cho muối nó tan ra. Tiếp tục mình sẽ nêm vào đây một muỗng cà phê nước mắm ngon món ăn Việt Nam thì có nước mắm nó mới ngon còn cái phần bánh canh này mình đã trụng vào cái nồi nước lèo cho nó nóng với lại nó thấm đó các bạn sợi bánh canh rất là yêu cầu nè các bạn thấy không dẻo trắng dai dài nữa bây giờ mình cho hết cái phần hải sản vào luôn nha cái công thức làm sợi bánh canh của mình rất là chính xác đó các bạn các bạn cứ yên tâm mà làm không có bao giờ bị thất bại đâu bây giờ mình sẽ cho cái phần nước lèo vào cho hành lá vào luôn rồi ngò rí thêm ớt nữa rồi chanh hành phi làm thêm chấm nước mắm ớt nữa rất là ngon đó các bạn nặng chanh vô nữa nè rất là thơm rất là hấp dẫn ăn ngon lắm các bạn ơi các bạn nhìn sợ bánh canh nè dẻo dai nè mình ăn có lâu á cũng không có bị nở bấy ra nha các bạn đảm bảo luôn vậy đó tô bánh canh rất là hấp dẫn tôm thì nó đỏ mật thì nó da vừa phải bây giờ chan chút xíu nước mắm ớt lên nữa nè đó, ăn ngon lắm các bạn thi na cuộc sống mỹ chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin chào tạm biệt hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video kế tiếp